Rồi, chuẩn bị giao lô máy mũi phân từ cho khách hàng ha. Đây là đang soạn hàng cho khách đây. Đây là những cái mũi khoan thép gió ha. Số lượng khách lấy là 36 cái nè, mũi 14 nhân 25 nè. 26 25 là 6 cái nè. Và những cái size mà thép gió dày 50 mm thì mỗi loại một cái ha. À, cái mũi thép gió hiệu bao bo đây. Ok, mày xuống đây xong chưa mình? Xuống đây xong chưa? Đây, mũi bao bo chuẩn nước tô ha. Cái mũi khoan bao bo chuẩn mít tô này thì nó được nhập khẩu từ Anh ha. Thiết kế mũi đa năng 3 bi 1 phát, do đó có thể là lắp được hầu như là mọi máy phân từ hiện nay trên thị trường, kể cả máy mít tô luôn. Đó. 6 mũi. Thì ưu điểm của cái mũi khoan từ bao bo này là luôn có hàng sẵn ha, giá thành rẻ. Thì trung bình một cái mũi khoan thép gió 14 x 25 hoặc là những loại khác thì có thể là khoét được khoảng 300 đến 400 lỗ mũi ha. Thì tính ra một lỗ khoan nó tầm khoảng có 500 đồng thôi, chi phí nó sẽ rất là rẻ. Đây chuẩn bị đóng kiện ha. Xong một khách hàng, rồi một khách hàng tiếp theo cũng là mũi khoan luôn thép gió. Alo, chịu rồi, chịu rồi. Dạ đúng rồi. Chị chuyển thử là... Có anh, nhưng mà chỉ đọc tên phép mỏng thôi à. Tầm khoảng 7kg, 8kg thì nó đọc được thép dày lớn nhất là 8 ly hoặc 9 ly. Phi lỗ 20 anh. Tối đa lỗ 20. Nếu mà cái hoái của Nhật bây giờ lỗ 20 mà thép dày 9 ly là nó là khoảng 49 triệu máy chưa thuế anh. Đúng rồi, còn đồng ý máy mà của Trung Quốc bây giờ thì nó tầm khoảng 33 triệu. Ủa, không
cỡ cái này cuốn xin 26 triệu 600.